tỏ tình hoàn mỹ. Kính thưa quý vị, chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Hẹn Hò Hoàn Mỹ, với sự đồng hành của ứng dụng Ask Annie, là người bạn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường, là nơi có thể chia sẻ những thắc mắc từ đơn giản đến phức tạp với chúng ta. Cho nên chúng ta hãy tải ngay ứng dụng Ask Annie để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Và ngày hôm nay thì Ngô Quang rất vui được có mặt tại một phiên bản mới ở mùa mới của Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Và bây giờ thì mời các chàng trai của chúng ta về vị trí. Tải ngay ứng dụng Ask Annie để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Các bạn thân mến, mùa 2 của chương trình sẽ là một diện mạo mới. Chúng ta sẽ có một số thay đổi, đó là phiên bản nam và phiên bản nữ sẽ được phát sóng xen kẽ với nhau. Điều thứ hai là sự quay trở lại của trò chơi. Trò chơi là trời cho, giống như tình yêu vô tình bà bắt lấy được đó. Anh nghĩ trong phần trò chơi là một cái phần rất là thú vị, bởi vì đây là cơ hội để chúng ta có thể tương tác. Dạ. Để bạn nam và bạn nữ có thể hiểu nhau nhiều hơn, đúng không nè? Ai thích phần trò chơi? Giơ tay lên. Dạ em liền luôn. Em này. Khoái, chạy nước miếng. Nhưng mà trước tiên thì chị cũng là một người mới, cho nên là mong các em nâng đỡ chị nha. Okay. Được không ạ? Dạ được. Em cũng mới chơi, em cũng cần nâng đỡ nha. Em cũng mới nữa nè. Wow, vậy là tính ra ở đây là rất là nhiều người mới luôn ha, Trung Huy với lại Vi Dương với Đức ha. Nhưng mà cũng có sẵn con người cũ hơn nữa. Cũ hơn nữa, ý anh là em già hả? Đúng rồi. Ý anh là em già hả? À không, ý là kiểu như em có cái độ mà chín chắn á, cái độ chín chắn kiểu vậy. Có nghĩa là ở đây chúng ta vừa có cũ vừa có mới. Thôi thì bây giờ mình hãy giới thiệu với quý vị khán giả để quý vị khán giả có thể làm quen với các bạn nha. Bây giờ bắt đầu từ Can Chun. Chào tất cả mọi người, em tên là Phương nhưng mà biệt danh của em là Can Chun. Em sinh năm 2000. Trẻ quá. Hiện tại thì em đang làm diễn viên và người mẫu. Rồi, mời tiếp Lô Han nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lô Han, mình là ca sĩ, diễn viên và mình là thành viên của nhóm nhạc 47. Rất mong là sẽ được tham gia các trò chơi cùng với mọi người. Và mình đến đây mình mang một màu sắc, đó là màu trắng. Bởi vì bình thường mình rất là nhạt. Thế nên là rất mong 7 anh em ở đây sẽ tiếp thêm màu sắc cho mình, để mình sẽ trở thành 7 sắc cầu vồng nhá. 7 sắc cầu vồng. 7 sắc cầu vồng. Wow, 7 sắc cầu vào vơ ghê. Như Luân sẽ giúp anh. Được. Như Luân sẽ giúp anh. Không, giống như là em sẽ tìm ra chính mình khi em ngồi ở ghế này đó. Kiểu vậy. Mà xí nha, xí. Hình như chị thấy là ở trên bàn của Lô Han đang có một cái món đồ gì đó mà chị đang ở xa quá, chị không nhìn thấy rõ. Em có thể giới thiệu cho các bạn ở đây được biết không? Ở đây có một bức ảnh và một con thú. Là những món đồ mà những người hâm mộ gửi tặng cho em. Nên là em mang đến đây để coi như là tất cả những người hâm mộ của em đang ở đây cùng em. Wow, dễ thương quá. Anh ấy cho em mượn con gấu em để bàn em tí.
thật luôn. Ok. Cho em mượn nhá. Được quá, nhờ em mượn thôi, tí em mang về không ai biết. Nhưng mà dù sao đây cũng là một người anh em của em nên là cầm lấy. Anh à, chúc em may mắn. Anh à, em bậy rồi, tí em mượn đồ người ta. Em phải nói là em mang cả tâm tư tình cảm đến đây. Cần gì quà, chính em là muốn quà rồi còn gì nữa. Đúng không? Đúng. Nhưng mà anh Hoa, thế cái ảnh của anh là ảnh gì đó? À, đây là những khoảnh khắc của em trên sân khấu và những cái hình ảnh đẹp nhất của em. Các bạn ghép lại thành một bức ảnh. Ê, cho em coi được không? Em ngồi đây em không nhìn thấy gì hết trơn luôn. Ê, lấy cái kính này nhìn rõ vào nhá. Rồi, ok. Rồi, các bạn đã nhìn rõ khung ảnh của bạn Lohan chưa nè? Bây giờ mình đến với bạn tiếp theo nha. Đó là một người bạn quen thuộc của chúng ta thôi, đó là bạn Trung Huy. Dạ đúng rồi, rất quen, rất thuộc. Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả những người anh em và chào em. What? Em. Chào em. Dạ chào anh ạ. Trước hết thì hỏi Vy Dương thấy MC của chúng ta như thế nào? MC của chương trình ngày hôm nay đúng là ú à luôn. Đúng là ú à luôn. Wow đúng không? Wow đúng không? Đúng là wow. Wow đúng không? Tôi hiểu bạn mà. Xin giới thiệu mọi người, em vẫn là Trung Huy. See you every night after night. Can we forget about time? 'Cause I wanna adore you. Oh, I wanna make you mine. Make you mine. Trước đó em tới đây em tìm những cái gì chân thật nhất, chân thành nhất thì bây giờ em vẫn vậy. Thì hôm nay em cũng có đem một vật, đó là vật này gắn bó với em, cũng đã theo em ở chương trình trước rồi. Thì bây giờ em cũng đem theo nó. Có thể là mọi người cũng thấy nó rất là bình thường nhưng mà nó rất là đặc biệt với em cảm thấy bây giờ em như có tình cảm với nó luôn vậy đó. Nguyên mùa trước em không ra về cùng ai, em sẽ ra về với tặng cái bình này cho một người và cùng người đấy đi về. Rồi, chị hy vọng là em sẽ tìm được một người để em có thể tặng chiếc bình này và cùng nắm tay ra về. Cảm ơn em, rất là ý nghĩa. Bây giờ chị mời một em trai mà chị thấy khi mà chị đến đây rất là sớm và chị thấy em là người đến sớm nhất. Dạ, đúng rồi ạ. Và em rất là bản lẻn. Vậy thì mời Quang Trường chia sẻ về mình cho các bạn nha. Cảm ơn, xin chào tất cả mọi người ở đây ạ. Em tên là Quang Trường. Em sinh năm 99 và em đến từ Hà Nội ạ. Làm tóc và làm mẫu ảnh ạ. Và chắc có lẽ là em vào đây em muốn tìm một nửa của mình đúng không? Tại vì ế quá mà. Cũng nhờ đến chương trình và nhờ đến chương trình để tìm cho em một mảnh ghép. Vậy thì mảnh ghép mà em nghĩ là sẽ phù hợp với em là nó sẽ như thế nào? Là một người tiếp người như thế nào? Đơn giản chỉ là một mảnh ghép còn lại của em thôi. Vậy hả? Dạ. Trường nó tìm một mảnh ghép nhưng ở đây em muốn mảnh ghép như nào? Anh có mảnh ghép cho em rồi. Mảnh ghép của em thì nhiều lắm, nó như kiểu con Lego mà em mang đến này. Nghĩa là trường đến đây không chỉ tìm một mảnh. Con Lego này rất nhiều mảnh ghép. Rất nhiều mảnh ghép, nhiều màu nữa. Mà nó chưa được hoàn thành. Rất là nhiều mảnh ghép mà nó chưa được hoàn thành. Chưa được hoàn thành. Ok. Hình như là chị thấy là có hình một chú gấu đúng không em? Dạ đúng rồi ạ, đây là hình một con gấu ạ. Và đây cũng là một món quà mà em muốn dành cho một nửa còn lại của em. Một nửa của em ạ. Đó. Dạ. Ok, cảm ơn em nha. Bây giờ thì chị xin mời một bạn nam. Là chị không biết là nam hay nữ.
Dạ, trước hết thì em xin chào MC Ngô Phương Anh. Dạ. Và các anh em ngồi ở đây, Luân thì Luân ngồi mùa trước. Và chắc có thể là chương trình cũng hiểu được rằng là Luân hơi lận đận về tình yêu, cho nên là tạo cơ hội để Luân ngồi tiếp tục ở đây. Vậy thì để ngồi tiếp tục ở đây thì ngày hôm nay Luân mang màu sắc là rất trưởng thành và sâu sắc. To just let you go away, like my friends think I should. 'Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do. But honestly, I can't remember if you love me, or maybe I'm just feeling lonely. I don't know. Trưởng thành và sâu sắc thật không ạ? Trưởng thành chưa? Bây giờ chị hỏi Lê Đức nha. Kiểu gì Duy Luân nói có thật không em? Dạ, để mà nói về Duy Luân thì mọi người chỉ có thể tin Duy Luân 50% thôi. Thật sự, nếu mà tin Duy Luân hết thì chỉ có nước bán nhà thôi, chỉ có nước bán nhà thôi, không có gì cả. Ủa, em ăn ở sao mà để bạn bè đồng hành của em nói vậy vậy luôn? Em nghĩ là các bạn chưa hiểu em nhiều nên các bạn có những cái lời nó hơi chạm cho em đau. Nhưng mà hy vọng là mùa mới này em có thể tìm được một ai đó hiểu mình và khiến cho mình rung động và có thể rời chiếc ghế này và đi về với người đó. Và hôm nay thì em muốn mang đến chương trình, đây là em là có sở thích rất là mê giày và sneaker, cho nên em nghĩ là em có thể tìm được một ai đó để có thể đồng hành với em trong một cái khoảng thời gian sắp tới. Nghĩa là bạn của anh là đi cùng anh với bạn anh, mỗi người đi một chiếc. Ông có nhớ đến cái câu chuyện mà Lọ Lem rớt chiếc giày không? Có phải là ông đã nhặt được chiếc giày của nàng Lọ Lem cuộc đời không? Ngày mang đến đây để ướm thử đúng không? Lọ Lem gì mà chân to thế? Là Lọ Lem nào đúng không? Nào Lọ Lem nào? Xem size bao nhiêu? Mà Lọ Lem nào mà giày 41 nhẹ bất thường. Mà em thấy size hơi to. Nếu mà cái đôi giày này mà là đôi giày của nàng nhá thì chân nàng hơi to. Thì đấy, nhưng mà to nhỏ quan trọng, quan trọng là vừa đi với anh là được. Hình như giày okay, hình như giày size của em anh luôn ạ. Anh ý là nó ở đây. Em muốn bẻ anh đúng không? Ôi nhưng mà chị thắc mắc là tại sao em mang có một chiếc giày lên đây? Tại vì em biết được là sẽ một người nào đó đi cà nhắc đến đấy. Đi cà nhắc đến đấy. Có nghĩa là mỗi bên một đôi à, một chiếc hả? Nhưng mà hồi nãy chị có nghe em nói là em quay trở lại với một diện mạo trưởng thành đúng không? Dạ. Yeah. Chị tin vào điều đó bởi vì chị thấy một chú mèo rất là trưởng thành trên bàn của em á luôn. Vậy em giới thiệu về chú mèo đó luôn đi. À dạ, chú mèo đây là thật sự là tối hôm qua là em có đi một siêu thị tiện lợi. Tự nhiên vô tình cái ánh mắt em chạm vào bé này thì em thấy trời sao cưng quá. Nó giống như chị thấy cái hành động là vẫy tay á, là hai. Thì em hy vọng là có thể trao cho người con gái món quà gì đó để là kỷ niệm thôi. Nếu như em vô tình ánh mắt ta chạm nhau nói với bao nhiêu điều đó. Rồi, cảm ơn Duy Luân. Bây giờ thì mời Vi Dương nha. Dạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Vi Dương, hiện tại mình là ca sĩ. Mình là thành viên của mùa 1 và mùa 2 này, mình rất là vinh dự mình vẫn được ngồi đây với một hy vọng là mình sẽ tìm được cái bến đỗ của mình. You better tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Cảm ơn rất nhiều ạ. Hay, có nhưng mà không, nó là trưởng thành rồi đó. Không, biến đỗ của anh là như thế nào em biết không? Hả? Ý là bến đỗ của anh nghĩa là nó đỗ vào rồi vào lòng anh. Bắt đầu là mình buộc lại buộc lại. Vâng, em nghĩ là đấy là lý do anh ý đến bây giờ. Đúng rồi. Dạ rồi. Đây là anh tả luôn để cho em có hình em nhìn. À đấy. Còn cái chị rất là xinh. Cảm ơn em. Chắc em phải ngồi xuống đây, chân hơi run. Thôi vậy bây giờ chị hỏi luôn nha. Hỏi luôn ạ. Gu bạn gái của em là gì vậy?
gu bạn gái của em thì thực ra em không là... có gu ạ. Thích cái va vào nhau cái là có cảm giác, có cảm xúc là mình yêu luôn. Chứ không biết là gu của em là nhào. Vậy chị hy vọng trong mùa này dạ. thì em sẽ gặp được tình yêu xét đánh, như em mong muốn. Ủa ơi, xét đánh vừa vừa thôi, không gì không. Chảy hết rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn Vi Dương, mời Lê Đức. Dạ, cảm ơn. À, chị thấy trên bàn của Lê Đức có một bông hoa rất là dễ thương luôn á. Bây giờ em giới thiệu về em và giới thiệu về bông hoa trên bàn của em cho các bạn cùng biết nha. Chào chị Phương Anh, chào tất cả anh em, chào mọi người. Mình tên là Lê Đức, hiện tại thì mình đang là ca sĩ và diễn viên. We can take this ride. Trên bàn thì chị có hỏi em gì? Em rất ít khi tìm hiểu về các loài hoa, nhưng mà duy nhất của hoa hồng dương là em rất là thích. Bởi vì là với em thì hoa hồng dương nó có một cái ý nghĩa của sự chung thủy. Giống như kiểu là anh chỉ nhìn về hướng của em thôi. Giống như là hoa hồng dương lúc nào cũng như về mặt trời. Wow. Thế là người yêu anh là mặt trời đúng không? Đúng. Nhưng mà từ từ chị mới chỉ nhìn thấy bông hoa thôi. Chứ đây mới thật sự là thứ em mang đến với chương trình. Thì đây là một cái máy ảnh chụp lấy ngay. Thì với em ấy, em là một người rất thích những kỷ niệm. Em có một cái suy nghĩ là chúng ta có thể đi đến năm 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, nhưng không bao giờ chúng ta có thể quay lại được năm 18 tuổi. Nên là kỷ niệm sẽ là một cái thứ gì đấy nó luôn phải lưu giữ trong mình. Thì cái máy ảnh này cũng vậy. Em rất là mong muốn em có thể gặp được một người con gái nào đó có thể cùng em chụp một bức hình, xong rồi lưu giữ lại để cho có thể là con em hoặc cháu em về sau để cùng xem. Thế trong cái máy ảnh của anh có bao nhiêu hình của bao nhiêu người con gái ở đây? Hiện tại thì bộ phim này là chưa có chụp em ạ. Chị hỏi một chút về hoa hướng dương. Khi mà em thích hoa hướng dương như vậy thì cái tính cách của người con gái của em nó có giống như loài hoa hướng dương không? Hoa hướng dương còn có ý nghĩa rất là năng lượng. Dạ, cũng một phần ạ. Bởi vì bản thân em là một người rất là thích đón nhận những cái năng lượng tích cực đến với bản thân mình. Nên là em cũng rất thích một cô gái có thể đem đến cái năng lượng đó. Thật ra thì em quan trọng cái việc mà như Trung Huy ấy, một cái sự chân thành. Anh cũng rất là thích cái sự chân thành, em cũng rất thích một cô gái chân thành. Nếu mà chúng ta chân thành đến với nhau thì chúng ta có thể cùng nhau tạo nên được một cái năng lượng tuyệt vời. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Lê Đức. Bây giờ thì chị mời Minh Hưng. Đầu tiên em xin chào chị Phương Anh, em chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các anh. Em tên là Minh Hưng, hiện tại em đang là một diễn viên và người mẫu. Mọi người đã biết thì em ngồi ở chương trình cũng khá là lâu rồi. Và hôm nay em quyết định quay trở lại. Lý do em quay trở lại là sau có rất nhiều lần em bị tổn thương con tim và em không tìm được mảnh ghép của mình. Và em quyết định quay trở lại để mang một trái tim trong sáng đến. Và hy vọng rằng là sẽ có người thắp sáng được cái trái tim trong sáng này cho em như thế này. Và đây. Và đây là ví dụ điển hình. À nhưng mà Phương Anh rất nhiều Phương Anh đúng không em? Không, ví dụ điển hình là em sẽ ghi tên người con gái vào đây và thắp sáng cái trái tim trong sáng này của em. Ồ, hóa ra là em chỉ đang ví dụ chị thôi. Ví dụ. Hình ảnh chị mang tính chất minh họa. Tim chị tan vỡ. Nhưng mà thực sự nhưng mà đấy thì mọi người cũng đấy. Bây giờ chị đang tan vỡ nè, tại vì chị lỡ. Ý là em sao? Bây giờ em làm gì để hàn gắn các trái tim của chị đi? Tất cả những người con gái đều xứng đáng có một trái tim như này. Và em đều đây là tượng trưng. Và cả các người con gái đều có quyền được có một trái tim tròn vẹn và to lớn như thế này. Và hy vọng rằng chị Phương Anh cũng sẽ có được một cái trái tim như này của riêng mình. Ý là em đang định đánh tiếng cho chị Phương Anh hay gì?
Không, đây là ví dụ của em ví thôi. Ví dụ thôi, lấy tôi ra làm ví dụ thôi. Đấy. Làm hồi nãy xoay lại tôi tưởng lên đây tỏ tình với tôi luôn. Không, nhưng mà tất cả những người con gái đến đây thì em đều ghi vào đây hết. Nghĩa là ghi vào tim em hết. Ủa? Ghi nhiều vậy. Tiêu có mấy ngân mà sao nhiều quá vậy? Không, điều này chị cũng không đồng ý nha. Không phải cái... Đây, đây anh hiểu. Có phải ý của em là tất cả các cô gái đều có giá trị đúng, đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như là chị Phương Anh là một người vừa xinh đẹp vừa tài năng, nên là em muốn lấy chị Phương Anh làm ví dụ điển hình để các cô gái mà em muốn hướng đến là những người xinh đẹp như chị Phương Anh đúng không? Đúng. Wow, tuyệt vời. Ôi dồi, em phải bắt tay anh rồi. Rồi. Cảm ơn anh. Hôn nhau cái. Cứ tươi. Cảm ơn chị Phương Anh ơi. Sao ai cũng được giới thiệu mà hình như chị quên mất em. Em còn đem một chiếc nhẫn nè. Ôi hồi nãy giờ em giấu kỹ quá chị không thấy. À chắc là nhỏ quá em để thế này á. Ờ rồi bây giờ em giới thiệu về chiếc nhẫn đó nha. Rồi chiếc nhẫn này là em được tặng vào sinh nhật năm 20 tuổi. Và cũng là cái năm đầu tiên mà em bước ra ngoài em đi làm á. Thì cái chiếc nhẫn này cũng do một người anh của em tặng cho em. Thì nó mang tới cái sự may mắn cho em từ cái lúc mà em tham gia nghệ thuật tới bây giờ. Thì em muốn đem cái chiếc nhẫn này tới đây. Thì lần này cũng sẽ mang một cái sự may mắn, có nghĩa là tìm được một nửa kiểu của mình. Thì em sẽ tặng cho người đó chiếc nhẫn này luôn. Và em mong muốn cái người mà mang chiếc nhẫn đó vào là người như thế nào? Em muốn một người con gái có tính cách tự lập và trưởng thành. Ừ, nhưng mà em có sợ là những cô gái quá độc lập, quá mạnh mẽ thì đôi khi là họ sẽ không có được dịu dàng như em mong muốn không? Thực ra thì em không quan trọng đối phương đối xử với mình như thế nào, nhưng quan trọng là cái cách mà mình đối xử với họ ra sao để cho họ cảm thấy và họ đối xử ngược lại với mình. Ví dụ nếu mà có người yêu nhá, người yêu em chửi em, nếu mà em không chửi lại thì làm sao mà cô ấy đứng cô ấy chửi một mình được đúng không chị? Mình phải có đi có lại có đâu. Nếu mà quan trọng là cách mà mình đối xử với họ ra sao thì họ sẽ đáp lại với mình như vậy. Em luôn luôn tin là như vậy. À, có nghĩa là em đang rất tự tin để đón chào một cô gái độc lập và mạnh mẽ. Dạ. Rồi, chúc em sẽ sớm tìm được mảnh ghép đó của mình nha. Chị tin là các em cũng đang rất là tò mò về cô gái ngày hôm nay đến với Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Đúng không nè? Và không để cho các em phải chờ lâu hơn nữa thì chị mời các em cùng xem video clip để giới thiệu về cô gái sẽ xuất hiện ngày hôm nay với chúng ta nha. Xin mời. Wow. Trở lại. Wow. Wow. Xuất sắc vậy. Wow. Đẹp không? Xinh quá. Ôi nữ thần hả? Công chúa bằng giá anh ơi. Công chúa bằng giá. Sao có cảm giác các bạn này quen ta? Xinh quá.
cùng em đi qua khắp chốn tình cầu, bất cứ đâu tựa vai nhau, hòa vào cơn mưa chẳng tiếc nuối, chẳng tiếc nuối. Em hiểu fan hâm mộ quá. Và bao nhiêu nhớ thương vẫn vương, và hoàng hôn tắt nắng chỉ còn anh. Nhẹ nhàng quá. Lâu này nghe quen lắm nha. Mang em về đây. Nhẹ đàn những ngón tay. Buồn gì cũng ta bên tai. Nhẹ nhàng con tim vẫn vẫn vang tên ai. Em hoa đôi mắt dịu lòng lại nghiền hoa tỏa sáng như nắng mai. Người đừng đi mất để nỗi buồn trong anh. Để lại nỗi nhớ phủ bầu trời trong xanh. Em thì cũng lớn được trường mày rồi. Em cũng khôn khéo nhiều về chuyện đời. Nhưng chỉ chúng ta, anh chẳng nói ra. Để lòng em bên đêm có hỏi mong nhớ. Và em chẳng muốn một mình cô đơn. Chỉ muốn khoảng cách mình được gần nhau hơn. Để những giấc mơ ta chạm nhau một ngày hoàng hôn mà thấy môi anh cười. Những phiền lo ta biến đi. Phần tử bằng đá luôn anh. Đồ tiểu không? Em ơi, bây giờ bọn mình đi vòng tròn. Cái vòng tròn nghe không nghe không? Trong từng lời ca em viết để gửi cho người từng ngày em nhớ thương. Này người nói, nói, anh nói, nói, xin nói. Hãy ghé lại nơi trái tim. Giấc mơ em đến bên cạnh anh sẽ áng mà. Đừng khiến em u sầu. Phải đợi chờ bao tháng lâu. Yeah, yeah. Trời ơi, dễ thương quá. Rất là ngọt ngào đúng không nè. Đây, chị mời em. Em chào chị. Chào mọi người. Rất là quen thuộc của Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Không biết là các bạn nam ở đây có ai nhận ra cô gái đang đứng kế bên cạnh chị không nè? Người quen của em. Em à. Nói to thế á. Okay, okay. Em biết ngay mà. Anh chỉ ngọt ngào lúc đầu. Tôi có quay cái này. Có quay là bài này em cũng có quay luôn. Bây giờ ông ra đây ông diễn lại trên để đó thôi. Anh ra quay con này. Okay, okay, bây rồi. Giờ có bản gốc ở đây cho ông hát cho ông okay, rồi để tôi trình diễn một vài nét gọi là tôi học nha. Ok. Ủa mà camera đâu? Camera đây, camera đây. Xin mời, xin mời. Nào bắt nhịp. Ok rồi, em hát giúp anh nha để anh diễn lại nha. Ok. Ok, mời em vào đây luôn. Đấy. Diễn lên luôn này. Anh quát em à. Nói tỏ thế á. Em biết ngay mà. Anh chỉ ngọt ngào lúc đầu. Anh mắng em mà. Không có đâu. Và yêu và thương mình. Nửa sao ngoài luôn. Quay ra quát mình. Ôi rồi ôi. Không yêu thật rồi. Không yêu thật rồi. Không yêu thật rồi. Dạ dạ. Rất là dễ thương. Bảo sao mà cái clip này nó không viral. Vậy thì xin giới thiệu với các chàng trai cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ, sự xuất hiện trở lại của Wani. Yeah. Rồi, bây giờ thì mời các em trở lại vị trí của mình được chưa nè? Vừa mới lên, đã về, buồn quá. Các bạn đi đường bên này. Rồi, chào em, Wani. Em khỏe chứ? Dạ em khỏe ạ. Rất vui vì sự trở lại của em với sân khấu Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Và ngày hôm nay khi trở lại với Tỏ Tình Hoàng Mỹ thì cảm xúc của em như thế nào? Cảm xúc của em rất là hồi hộp. Hồi hộp luôn? Dạ. Rất là run. Vậy thì chị thấy là ở trên tay của em thì đây là một món đồ đặc biệt gì, em có thể chia sẻ với các bạn nam ở đây cũng như quý vị khán giả được biết hay không? Là vào một buổi sáng ngủ dậy thì em nhận được một bức thư. Trong này có ghi là hãy ghé thăm để nhận những món quà chỉ dành riêng cho Wani nhé. Wow. Em cảm thấy rất là thú vị và hồi hộp. Và em quyết định là sẽ đến đây để được nhận quà. Vậy em có tò mò với cái bức thư này không? Em có đang tò mò là không biết chàng trai ếch. Chị nghĩ là chắc là trong... Được mời đến đó. Vậy là có nghĩa là trong 8 chàng trai ở đây có một người đã gửi bức thư này. Đúng. Ai?
Chết rồi, vậy đừng nói như vậy, lộ hết thông tin của em rồi. Vậy đừng nói như vậy. Chị thấy là người ta trách em là anh quát em à, đồ. Nói to the à. Đi ơi, em đi giày size 41 hả? What? Dạ. Cô mang giày đến cho em này. Vừa vào Duy Lân biết rồi không? Đèn led mở ra, em bước xuống như một nàng công chúa. Thì ai cũng cần một công chúa cho đời mình. Vậy thì ai cũng cần một chàng hoàng tử cuộc đời mình. Vậy thì chính anh là chàng hoàng tử của em đây. Em đánh rơi một chiếc hài nè. Em đánh rơi một chiếc hài nè. Chị thấy là cái đôi hài đó nó hơi sai sai với bộ trang phục ngày hôm nay nha. Mình tượng trưng thì bài tóc lầu à. Không, nhưng mà bản thân Wani thì Wani có biết được một chút thông tin gì về chủ nhân của bức thư này hay không? Thật ra ở đây em cũng có quen vài anh là anh của em. Em cũng không có nghĩ được ra ai mà có thể mời em lên đây được hết trơn á. Nhưng mà nãy giờ chị thấy một cái ánh mắt nhìn, không, ở đây thì ai cũng nhìn chị thấy vậy, nhưng mà có một người nhìn mà ngồi á, ngồi dựa vào ghế. Lohan. Em là người gửi bức thư tình này đúng không? Cái đấy là bí mật chị ạ. Bí mật. Em chỉ có thể bật mí cho mọi người là em đã biết Wani từ trước. Chúng em đã từng gặp nhau ở phòng thu. Và em cũng có ấn tượng tốt với Wani. Vậy là chúng ta có một thông tin nha. Bảo sao cứ im im từ nãy đến giờ, sợ thật đấy. Hề gì. Vậy là có một thông tin mới là đã quen từ trước. Rồi, ở đây ai là người quen của em nữa? Dạ, em và anh Vi Dương quen biết nhau thì ai cũng biết rồi. Tại bọn em hay hợp tác làm việc với nhau. Còn anh Lohan thì em đi cà phê với anh mấy lần. Đi cà phê luôn. Đi với bạn bè, gặp anh Lohan mấy lần và nói chuyện. Có hôm trước. Sorry. Trời ơi, tỉnh táo là đừng có thấy người ta xinh đẹp quá rồi nói bậy nha. Tại vì hôm nay nói không... nhiều nha, không hiểu sao phải nói rất nhiều. Không, tại vì lần trước bọn em có đi nhậu với nhau và đi nhậu là có cả Trung Huy nữa nhưng mà. Vậy hả? Có Trung Huy nữa. Trung Huy nãy giờ ngồi im im nha. Trung Huy kìa. Vậy là đây cũng là người quen của em. Dạ vâng, nhưng mà anh Trung Huy nay để tóc khác nên em nhìn nhận không ra, em chỉ là anh ấy đi quay phim nhiều nên là tóc anh ấy hơi cháy. Trung Huy. Hồi nãy giờ em mặc bộ đồ này em tưởng là em tàn hình như kia. Còn một cái đầu. Hay gì em thấy anh Trung Huy quen lắm nhưng mà để tóc dài rồi nên em không nhận ra. Hồi nãy anh gặp em ra, em thật ra em như một thiên thần ở trên tựa trên hình rồi em bước ra như một thiên thần vậy. Cũng lâu rồi đúng không? Lâu rồi, dạ, mấy vâng. mấy năm rồi thì năm. Bây giờ mới gặp lại hả? Vâng ạ. Một năm rồi ạ. Không, nhưng mà chị nghĩ là cũng không chắc là người quen mới gửi cái bức thư tình này đâu. Người chưa quen cũng có thể gửi cho em, mời em đến đây để làm quen mà, đúng không? Đúng rồi. Dạ vâng. Vậy thì bây giờ chị nghĩ là chắc có lẽ là em cũng đã có một sự lựa chọn cho mình trong 8 chàng trai ở đây rồi đúng không nè? Đây. Rồi. Em thấy hình ai cũng đẹp hết trơn á. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ không có chọn bạn trai qua ngoại hình nữa đâu. Wow. Với cả em mong chờ chàng trai gửi bức thư này cho em. Em mong chờ là em sẽ được nói chuyện nhiều hơn, tìm hiểu về với người đấy. Vậy là chị hiểu ý của em rồi. Có lẽ là em đang chờ, em không muốn lựa chọn bởi vì em đang chờ đợi chủ nhân của bức thư trên tay của em lộ diện, đúng không ạ? Chính người đó sẽ là người phải lên tiếng ở đây, đúng không nè? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, chắc chắn là ở trong đây phải có một chàng trai đã gửi cái bức thư tình này cho Wani. Trông Lohan có vẻ ngồi im nãy giờ. Nãy giờ thấy im hơi lặng tiếng hồi nãy giờ luôn. Thôi, bây giờ mình khoan hãy bật mí mà mình hãy đến với phần từ khóa để mình có thể hiểu hơn về Wani nhé. Mời các bạn. Và
Và để hiểu hơn về cô gái ngày hôm nay của chúng ta thì mời các bạn cùng đến với phần từ khóa nha. Sát thương. Ồ. Tỏ tình hoàn mỹ. Sát em thương. Chị muốn hỏi cả 8 chàng trai, không biết là các em muốn dành từ khóa nào cho bạn Wonny trước đây ạ? Em. À, mời Minh Hưng. Tại vì nhìn trong giới từ khóa này thì mắt em đập ngay vào từ sát thương. Thì em muốn hỏi Wonny là không biết là em đã từng chịu sát thương hay là em đã từng sát thương người khác, hoặc là cái sát thương này có ý nghĩa gì đối với em? Dạ, từ sát thương này là nói về điểm dễ gây hiểu lầm trong tính cách của em cho mọi người. Em không bị sát thương và em thỉnh thoảng em đi làm sát thương người khác. Sát thương người khác ở đây là như nào nhỉ? Em là một người dễ tính, nhưng khi em nóng tính lên á thì em thường nói những lời khiến người khác đau. Em cũng nhận ra là những cái lời nói của mình trong những lần giận dỗi, những lần tức giận sẽ làm cho người khác đau. Vậy thì sau những lần sát thương đó thì em sẽ làm như thế nào với cái người mà em đã làm cho họ tổn thương như vậy? Cái lúc mà có chuyện xảy ra thì em nói những lời gây sát thương cho người khác. Lúc đấy em cảm thấy rất là hả giận, rất là vui. Nhưng mà khoảng một lát sau em ngồi bình tĩnh lại thì em luôn cảm thấy mình thật quá đáng. Và em không biết phải làm sao để sửa đổi tính cách đó. Để hạ hỏa mình xuống. Có nghĩa là đến tận bây giờ em vẫn chưa tìm được cái cách cư xử như thế nào dành cho người mà em đã sát thương, đúng không? Dạ, em đã biết cách cư xử với họ rồi. Em đã liên lạc với họ và nói chuyện xin lỗi tình cảm lại rồi ạ. Nhưng chỉ là em vẫn hiểu được cái tổn thương của người ta. Vậy thì 8 bạn nam ở đây có ai có tính cách giống như Wonny của mình không nè? Không một cánh tay nào, thật là ngưỡng mộ. Một tràng vỗ tay cho các bạn luôn ấy. Nghĩa là em hiểu câu nói của bạn đi. Ví dụ là khi mà lúc mà mình tức giận lên ấy, ý của mình không có ý như thế, nhưng mà khi mà mình tức giận lên mình không kiềm chế được câu nói của mình, gây ra cái sự hiểu nhầm cho người khác. Nhưng mà thực ra trong tâm mình, trong cái suy nghĩ của mình thực ra lại không muốn như thế. Nhưng mà tại vì mình hơi nóng tính, mình không kìm nén được cái cảm xúc của mình ấy. Vì thế thì mới gây sát thương cho người khác, em nghĩ là như thế. Đúng rồi. Thực ra là em nghĩ là không phải là do bạn nữ nóng tính đâu, mà do bạn nữ cũng có một cái gì đấy gọi là tổn thương trong bên trong của bạn nữ. Đối với em thì em thấy cái điểm tính cách này của Wonny thì cũng có điểm tích cực. Và em thích một người phụ nữ thà người ta nói hết tất cả mọi thứ còn hơn là người ta im lặng. Như thế rất dễ dẫn đến cái việc mà trầm cảm ấy. Nên là em rất là khuyến khích những bạn nữ như Wonny có thể thể hiện cái tính cách là có cái gì nói hết ra còn hơn là im lặng. Thật ra với từ khóa này thì chị cũng rất là đồng cảm với Wonny, bởi vì chính chị đây cũng là người khi mà tức giận lên cũng là người muốn nói ra hết những khó chịu của mình ngay lúc đó, chứ chị không có thể nào mà giấu trong lòng. Nó rất là bực bội, mình phải nói ra, mặc dù là mình biết những cái lời nói của mình ngay lúc đó có thể sẽ làm tổn thương người đối diện của mình, nhưng mà sau đó thì chị cũng sẽ có một vài cách chữa lành, xoa dịu rồi cũng phải biết lỗi của mình. Nhưng mà cũng nhưng mà lần sau có thế không chị? Lần sau có tiếp diễn không? Không, sau khi mà mình đã tổn thương người khác rồi mà mình có một cái khoảng thời gian để mình bình tĩnh lại rồi thì nếu như chuyện đó mình sai thì mình phải là người chủ động xin lỗi họ chứ, và mình cũng biết đó là một cái khuyết điểm của mình mà mình sửa sai chứ, đúng không Wonny? Dạ, đôi khi lý do thì là người ta sai, nhưng mà em vẫn cảm thấy em sai, bởi vì em là người đã nói những lời khiến người ta đau lòng. Thì em cứ nói là em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Anh quát em mà. Những người mà nóng tính, người họ chịu tổn thương ở quá khứ á, thì em cũng đã từng nóng tính, và em cũng đọc được một bài viết ở trên mạng thôi, để mình kìm cái nóng tính của mình lại. Có nghĩa là khi mà mình nóng tính, mình muốn nói chuyện với cái người mà nhỏ tuổi hơn mình mà thấp hơn mình á,
thì mình đếm từ 1 tới 10 rồi mình hãy nói. Còn khi mình nói nóng tính với những người mà ngang mình á thì mình đếm tới 30 rồi mình nói. Còn khi mình nóng tính với người lớn hơn mình, trên mình thì mình đếm tới 50 rồi mình nói. Còn khi mà chồng á hay là bạn trai á nóng tính với bạn gái á thì mình nên đếm thôi, đừng nói. Đừng nói. Đừng nói. Đếm xong rồi ngủ luôn. Đếm xong rồi ngủ luôn. Vậy thì chị hỏi, còn phụ nữ á chị, phụ nữ á nóng tính với chồng mình hay là bạn trai mình thì cứ nói thôi, khỏi điểm em. Cứ nói thôi, khỏi điểm em. Đúng. Khỏi điểm. Không, bây giờ chị hỏi nha, đối với một cô gái á, khi mà họ nóng tính thì họ bộc ra bên ngoài như vậy, với một cô gái khi mà họ giận dỗi, họ nóng tính, họ im luôn, im bặt luôn, thì các em sẽ sợ mẫu phụ nữ nào hơn? Im nha, im là sợ nha. Nói ra còn giải quyết chứ im là không biết nói gì luôn. Im lặng mới là đáng sợ đấy. Mỗi người chúng ta đều có một cái sức chịu đựng. Vậy thì khi mà một ai đó mà chạm tới cái giới hạn của người ta rồi thì chắc chắn là cái sự mà lạnh lùng ít nói nó còn sát thương nhiều hơn là cái việc mà mình nói ra. Chính xác. Hơn hay hết chúng ta phải thông cảm cho nhau, và gọi là mình sẽ có đặt mình vào vị trí của người đó để mình có thể có những cái nước đi thật là đúng đắn. Nước đi. Nước đi. Cho nên là chúng ta thấy là tùy vào mức độ sát thương đó Wonny. Cho nên chị nghĩ là khi mà em có thể nói ra được cái khuyết điểm của mình thì em cũng đã hiểu được là những cái hành động đó của mình là chưa đúng. Thì chị cũng hy vọng là trong tương lai thì mình như vừa rồi Trung Huy có chỉ cho mình một bí quyết đó. Khi nào mà mình cảm thấy tức giận quá thì mình 1, 2, 3, 4, 5 mình nói ra đúng không? Nên vậy. Nhưng mà có một điều rất là mừng ở đây, bởi vì 8 chàng trai của chúng ta, khi mà hồi nãy chị hỏi là các em có thường hay sát thương các bạn nữ của mình không, thì chị thấy không có một cánh tay nào giơ lên cả. Và chị hy vọng đó là sự thật nha các em. Dạ. Rồi bây giờ mình đến với từ khóa tiếp theo nha. Em ạ. Cả hai luôn. Thôi đó, bây giờ mình quá nhiều gì đi. Quá nhiều gì đi. Bạn rất xinh à. 1, 2, 3. Đây, 3. Rồi, quá. Rồi, em hỏi trước à. Mời Quang Trường. Không, Quang Trường muốn hỏi Kuni là em đã khác rồi. Liệu rằng cái từ khóa này là ai là người đã cho Kuni trở nên khác, hay là Kuni muốn trở thành một người khác, hay là sao? Như mọi người cũng biết thì hơn một năm trước Kuni có tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ và có ra về với một bạn. Và được nhận rất là nhiều sự chào đón của tất cả các bạn khán giả. Lúc đấy em vẫn có nhiều điều trẻ con. Lần quay lại lần này thì em nghĩ rằng em đã trưởng thành hơn và có nhiều điều muốn chia sẻ hơn với mọi người. Bây giờ chị hỏi nè, em đã khác rồi. Ở đây là khác về gu đúng không? Về gu bạn trai của em. Dạ, dạ đúng rồi, khác về tất cả mọi chuyện luôn. Về con người em, về ngoại hình, về gu bạn trai và cách chọn bạn trai ạ. Vậy hả? Dạ. Bây giờ bật mí với 8 chàng trai cũng như là chị đi, về gu của em, gu thay đổi của em á. Thay đổi của em là chàng trai biết làm việc siêng năng hơn, không ham chơi, biết cùng em cố gắng trong công việc ạ. Em nghĩ sao về Kanchun? Em nghĩ sao về Kanchun? Hôm nay hai người cùng mặc dress code giống nhau nha. Đấy, màu trắng luôn đó. Rất là đẹp đôi luôn ấy. Đứng lên trên sân khấu để cho người ta thấy được cái sự đồng điệu nè. Không, bên đây cũng có Lê Đức nữa nè. Hả, em là phù rể. Em có muốn lên luôn không? Rồi, trời. Xoay một vòng nào, không đi 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 đao giữa sân khấu nào.
cảm xúc của em khi đứng gần bạn nữ thế nào, một người xinh như thế này cơ mà? Thực ra thì xinh thì ai cũng thích rồi, xinh thì ai cũng thích rồi. Còn nó đứng gần thì hơi run nha. Hơi run nha. Ủa cái này huyết áp mà, uống nước gì không biết. Đây là truyền nước. Thôi uống chút nước cho bình tĩnh em ạ. Chị tưởng em mang lên cho cô đi. Thằng này. Em biết tại sao anh vẫn ế rồi. Ôi chị cũng khát nước quá à, mấy em ơi. Chị cũng khát nước quá à, mấy em ơi. Trời ơi. Đây chị. Trời ơi. Oh my god. Nói nghe nè. Nói nghe nè. Hôm nay tôi biết, hôm nay tôi biết anh em đâu. Anh em thế nào? Anh em tương tàn, anh em tương tàn. Bây giờ mình lớn rồi nha. Mình tính, mình tính ra. Biết là MC rất là xinh đẹp nhưng mà đừng như vậy, đừng có mặt sơ sáng. Anh bố. Ôi, phải bình tĩnh trước cái sinh. Dạ, anh ơi rồi. Em đã té rồi. Mấy gì chờ em thế mọi người. Mọi người lên từ nãy mà chưa đưa nước cho chị Phương Anh uống á. Oh no. Ê, sao không, sao không có ai mời bên này hết trơn vậy? Tự nhiên bên này nó hơi bị lạc lắm. Đó, em thấy không? Rồi, chị xin lỗi. Thôi, nên là chị uống cái này sẽ ngon hơn. Rồi, mời các nhân viên của mình về chỗ ổn định nha. Trung Huy em có sao không? Dạ. Em ổn không? Em cũng khá không ổn. Không. Thôi, tôi hiểu anh rồi. Trời ơi, chị lo cho em quá nè. Ôi, đã nhắc hai anh em rồi. Nhìn đi gái xinh phải bình tĩnh. Chị lo cho em quá. Chị nói gì? Chị vừa nói gì? Chị lo cho em á? Em ổn chứ. Mấy anh em cũng một cái nữa được không? Thôi em ngồi nha. Rồi, bây giờ chị hỏi nè, nãy giờ thì chị thấy có một chàng trai rất là im lặng, đó là Vi Dương á. Dạ. Lúc đầu em có chia sẻ với chị là em thích kiểu tình yêu sét đánh đùng 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 đúng không? Dạ vâng ạ, luôn là như thế ạ. Vậy bây giờ Wendy có đánh trúng em chưa? Em thực ra em với Wendy gặp nhau, làm việc với nhau khoảng một thời gian rất là dài rồi. Thế nên là em cũng không biết. Chắc là sét đánh cháy lâu lắm rồi đúng không? Nhưng mà nãy giờ chị thấy em rất là ít nói. Rụt rè. Tại vì em thì em hiểu Wendy nhiều rồi. Bây giờ em để cho mọi người hiểu thử nhiều xem luôn. Là mọi người hiểu được cái cô gái này bao nhiêu phần. Xong rồi em sẽ là người xác thực lại với mọi người đúng không? Bởi vì em hiểu bạn rõ quá làm gì. Thì tất nhiên tại vì là thân với nhau mà. Thân với nhau tại làm. Hay là có khi em chính là người mời Uni tới đây. Anh ơi, vậy là hôm nay không phải anh mời em lên đây à? Tất nhiên là. Là sao? Là không phải. Phải. Khoan đi nào. Bây giờ tất nhiên là I don't know ấy. Để mình hiểu thêm về cô gái này thì mình đến với từ khóa tiếp theo nha. Hồi nãy là Gan Chun, chị mời em. Thực ra thì em rất là tò mò khóa điểm giới hạn. Tại vì em biết là trong tình yêu hay tình bạn thì sẽ có một cái gọi là điểm giới hạn nhất định ấy. Mình không thể nào mà vượt qua cái điểm giới hạn hay là mức giới hạn đấy quá. Trong tình yêu, điểm giới hạn của bạn nữ là gì ạ? Trong tình yêu, điểm giới hạn của em đó là em sẽ không muốn người yêu của em nói chuyện với người con gái mà em không thích ạ. Nếu như mà người yêu của em nói chuyện với cô gái mà em không thích thì biểu hiện của em sẽ như thế nào? Tùy lúc ạ. Ví dụ như mà lần 1 hay lần 2 hay lần 3. Quả tam ba bạn vượt quá giới hạn luôn hả? Không, bây giờ bây giờ chị cho một ví dụ nha. Ví dụ như là Wendy đang ghen đi thì chị mời một chàng trai ở đây lên dỗ dành Wendy giùm chị được không?
Ôi. Giờ là ôi bây giờ em không thích anh chơi với cái cô đó, tụi em không thích cô đó, bây giờ em nũng nịu như vậy là chị nha. Bây giờ chị mời. Hay là cho Winnie chọn chị? Cho Winnie chọn đi, cho Winnie chọn nha. Em muốn mời ai lên đây để dỗ dành em? Nói nghe, ở đây có nhiều gu lắm. Một gu thứ nhất là gu chàng trai cuốn con quan trường. Chàng trai thứ hai ấm áp canchun. Chàng trai thứ ba lạnh lùng ít nói lohan. Chàng trai thôi thứ... thôi Duy Lân ơi, thôi Duy Lân ơi, để yên cho người ta chọn, dừng lại nhá. Nói quá sao rồi. Sao chàng trai này là hồi nãy em đã trách rồi. Anh cứ quảng cáo tiếp đi. Ma rồi, rồi bây giờ anh phải tương tác với một anh nào lạ chưa quen. Chưa quen đi nào. Sao đây, cho em đến gần hơn với các bạn. Chắc là anh ạ. Anh Trường, rồi mời em nha. Rồi, bây giờ chị sẽ... Người được chọn đó. Người được chọn. Làm cho nó tới bến nha. Đừng làm anh em mình thất vọng nha Trường. Em ghét cô ta đúng không? Anh block cô ta luôn. Anh block cô ta luôn à? Wow. Block luôn. Vậy anh làm luôn bây giờ đi. Anh làm luôn nha. Anh làm luôn thì anh mới được nói chuyện tiếp với em. Em mới block ai nè? block Duy Luân. Người block Duy Luân. Ủa? Duy Luân đúng không? Anh xin lỗi anh nha, nhưng mà vợ tương lai của em đang nói thế rồi nên là em... Nhưng mà anh em phải tưởng anh Duy Luân là một cô gái. Hóa ra anh Duy Luân là người con gái mà bạn nữ không thích hả? Anh Duy Luân con trai mà tại sao bà lóc vậy? Quang Trường, em suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Em suy nghĩ kỹ chưa? Ngày xưa anh cũng, bạn gái cũ anh cũng nói là block đi. Em không thích anh nói chuyện với những bạn nữ mà em không thích. Đó cho nên là em block đi. Cho đến anh quen một thời gian thì anh lóc không còn một bạn nữ nào trên Facebook anh luôn. Oh my god. Không còn một bạn nữ nào trên Facebook anh luôn. Em hiểu cảm giác đấy nha. Nó là vậy đó. Ban đầu sẽ nói là không thích những bạn nữ nào là em không thích thôi, em cảm thấy không an toàn thôi. Nhưng sau đó bạn nào cũng không an toàn luôn. Bạn nào cũng không an toàn cả. Wow. Miễn là nữ nha. Ủa là sao ta không hiểu. Hơi choáng. Rồi bây giờ Winnie có đồng ý với cách giải quyết của Quang Trường không nè? Dạ có. À có luôn ha. Rồi mời Quang Trường. Ủa nhưng mà anh hỏi nha, anh hỏi chút xíu thôi. Nếu như cái người mà em không thích á là cái người giúp cho bạn trai của em về công việc thì sao? Thì em sẽ cố gắng để em là người giúp bạn trai em về công việc. Em không cần sự giúp đỡ của bất kỳ một người con gái khác. Wow. Nhưng mà trước khi mà bạn trai của em gặp em thì người này đã là một cái người giúp đỡ cho bạn trai của em từng bước đầu tiên. Người này mang ơn. À không, bây giờ chị mời Duy Luân lên đây luôn. Em hãy thuyết phục Quân đi. Em thấy chị mời rất đúng nha. Mời em. Bad boy đồ ha. Anh biết là em có một cái sự hiểu lầm ở đây á. Em bình tĩnh đi để nghe giải thích nè. Anh đồng ý là em xuất phát từ cái việc mà em ghen á là bởi vì em thương anh thôi, đúng không? Bởi vì em thương anh cho nên là em không muốn những cô gái khác chiếm lấy trái tim của anh. Nhưng em có biết á là cái người hồi nãy mà em ghen á là ai không? Là người mà đã giúp anh từ những bước đi đầu tiên trong cái hành trình mà anh làm nghề, anh hướng tới giấc mơ này. Anh biết và người ta chỉ là coi anh như là một người em trai thôi. Nên là lần sau á thì anh hy vọng em có thể á, mình bình tĩnh lại chút xíu.
Thứ nhất là anh không muốn người ta làm cho em bị mất mặt đám đông. Và thứ hai là anh cũng không muốn mối quan hệ này bị rạn nứt. Bởi vì ai đối với anh cũng là quan trọng hết. Nha. Tạm biệt anh nha. Được không? Tối nay anh dẫn đi xuất biên. Ủa, cái này là có quà nha. Ok ok, thôi thôi. Được. Ôi nhưng mà chị nghĩ nếu mà trong trường hợp bạn nữ mà ghen với người em gọi là đã giúp đỡ em thì chị nghĩ là trách nhiệm của bạn nam rất là cao. Bởi vì em phải là người kết nối, em phải là người nói cho cả hai bên cùng hiểu. Đúng không Dư Lân? Bởi vì nếu như anh và người đấy là một người giúp đỡ anh và quan trọng cho công việc của anh thì ngay từ đầu anh phải giới thiệu cho em trước. Và anh phải biết tạo mối quan hệ cho em và bạn đấy. Bởi vì em không phải là người khó tính. Căn bản là bởi vì thái độ của người đó thôi Ok, khoan. Nhưng lại khúc này. Ok, khoan. Nhưng lại khúc này. Cái cảnh này nó quen lắm. Ngay lúc này thì điện thoại tôi ghi lưng ghen rồi. Alo, anh em trai hả? Em đi luôn hả? Em đi luôn hả? Tối nay chị muốn bàn công việc với em. Có thể nào mà tối nay chúng ta gặp nhau 12 giờ đêm để bàn công việc? Em có thể đi một mình không? Em đang có một cái cuộc hẹn rất là quan trọng, cho nên là chắc là xin phép là em sẽ lại để lại một tin nhắn chờ được không ạ? Mấy đứa giờ lộn số, mấy đứa gọi lộn không, số. Chị không chịu cái cách giải quyết của em nha. Dư Lân, em đang ở bên cạnh bạn gái của em mà tại sao em rất là mập mờ. Em nói ồ bây giờ tôi đang thế này thế kia là sao? Mở loa lên luôn. Ôi, chứ giờ chỗ. Không chịu cái kiểu này nha chưa. Anh giấu đầu hở đuôi. Chị nghĩ là trong tình yêu thì mình phải có niềm tin. Nhưng mà cái người mà tạo nên niềm tin cho chúng ta, chàng trai, cũng rất là quan trọng đúng không? Em sẽ tuyệt đối không thích những bạn gái đến gần bạn nam của mình luôn. Hay là chỉ đặc biệt những đối tượng mà em không thích. Dạ, giống như ví dụ như là 100 người chỉ có một người em không thích thôi. Dạ. Không, chị nghĩ nếu như vậy thì bạn nam cũng phải cần hỏi lý do tại sao mà cô ấy lại đặc biệt không thích như vậy. Đúng rồi. Và nếu như lý do của bạn ấy hợp lý thì mình cũng phải suy nghĩ lại chính bản thân mình, đúng không nè? Bây giờ thì mình tiếp tục qua từ khóa tiếp theo nha. Cho em hỏi từ tỏ tình hoàn mỹ. Dạ, từ khóa tỏ tình hoàn mỹ tức là em muốn tâm sự về khoảng thời gian qua. Về khoảng thời gian em tham gia chương trình và ra về cùng với anh Tú. Và khi ra về khỏi chương trình thì em có gặp rất là nhiều niềm vui và cũng có rất nhiều rắc rối. Lúc đấy em ra khỏi chương trình thì các bạn khán giả rất là ủng hộ tụi em. Có một khoảng thời gian thì em bị quan tâm, bận tâm đến những suy nghĩ của các bạn khán giả. Bởi vì là có những người ủng hộ em và có những bạn thì không. Khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian em và anh Tú có nhiều bất đồng quan điểm và không phù hợp với nhau. Chính vì vậy em với anh ấy đã chấm dứt mối quan hệ. Sau đó em có vài dự án cùng với các bạn con trai khác. Thì các bạn fan có vào và nói những điều không hay với những người con trai mà em kết hợp chung. Cho nên là lần này em cũng mong mọi người hiểu cho em. Em và anh ấy cũng chấm dứt từ lâu rồi ạ. Và em có đăng status nhưng chắc là mọi người không để ý. Vậy thì ngày hôm nay khi mà em bước trở lại với tỏ tình hoàn mỹ, em có thể sẽ nắm tay một chàng trai nào đó trong 8 chàng trai này ra về. Khi mà tụi em lại tiếp tục công khai một mối quan hệ nữa thì em đã có đủ sức mạnh để em có thể vượt qua những nỗi buồn sắp tới mà em phải đón nhận hay không? Em đã chuẩn bị tâm lý cho mình chưa? Nhưng em cũng mong là lần này chàng trai mời em tới đây là một chàng trai chân thành. Bởi vì em cũng rất là muốn có một người bạn trai có thể đồng hành cùng em trong cuộc sống và công việc. Chị nghĩ là cái vấn đề mà công khai tình yêu á, trong nghệ thuật của chúng ta đó cũng là một vấn đề khá là khó khăn. Nếu như mà mình may mắn mình được người ta thương thì mình sẽ được ủng hộ rất là nhiều. Còn vô tình mình làm một cái điều gì đó khiến cho họ cảm thấy là không đúng như họ mong muốn thì mình bắt buộc mình phải chuẩn bị cho mình một cái sự mạnh mẽ nhất định để đối mặt với những điều đó. Và chị hy vọng là ngày hôm nay nếu như em may mắn nắm tay bạn trai đó ra về cùng mình thì dù sao đi chăng nữa thì chị cũng hy vọng là em và bạn ấy sẽ nắm chặt tay nhau nha. Dạ vâng ạ. Sự việc lần trước em cũng muốn gửi tới các bạn khán giả của chương trình một lời xin lỗi. Em cũng muốn nhân cơ hội lần này muốn nói với mọi người rằng là mình và anh Minh Tú chúng tớ không còn
mối quan hệ tình cảm nào hay là tìm hiểu nhau nữa. Và tớ mong rằng các bạn hãy thông cảm và hiểu cho tớ và không làm ảnh hưởng tới những người bạn làm việc chung cùng. Anh nghĩ là em đã dám can đảm nói ra những cái gì trên sân khấu Tổ Tuần Hoàn Mỹ này, thì anh tin chắc chắn ngoài kia những bạn khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ cũng sẽ thông cảm cho em thôi. Thì anh cũng xin chúc cho em có được một cuộc sống hạnh phúc. Vâng, cảm ơn. Để chị coi nữ, coi á. Nữ trong gia chánh. Có một cái từ này chị nghĩ là các bạn nam sẽ rất là thích. Dạ. Đó, nữ công gia chánh. Bây giờ chị thấy khi mà nhắc đến từ khóa nữ công gia chánh này thì có một bạn đang ngồi kiểu rất là nghề của anh. À, một bụng. Đúng không nè Minh Hưng? Nhớ là trong một số của Tỏ Tình Hoàn Mỹ cũ em cũng đã chia sẻ về vấn đề này. Dạ vâng. Vậy tại thì vì là khi nhắc đến từ khóa nữ công gia chánh này em nghĩ như thế nào? Nữ công gia chánh này em nghĩ rằng là không nhất thiết trong một gia đình là bắt buộc người phụ nữ của mình hay là người vợ của mình phải biết nấu ăn. Bởi vì hai người đều bình đẳng như nhau và hai người đều có công việc như nhau. Quan trọng rằng là mình và người phụ nữ của mình có chia sẻ được cho nhau hay không thôi. Và cái việc mà cái người đàn ông biết nấu ăn em thấy là một cái lợi thế rất là lớn. Ví dụ người con gái của mình bận hay là người phụ nữ của mình bận đi, thì mình có thể nấu cơm hoặc là mình có thể chăm sóc cho cô ấy, hoặc là mình dành thời gian cho những cái bữa ăn của mình. Thì khi mà mình dành thời gian cho bữa ăn của mình thì hai người sẽ tăng tình cảm với nhau rất là nhiều. Và bây giờ em sẽ tự tin rằng em sẽ nấu ăn cho người con gái của mình rất là ngon. Wow. Nãy giờ chị thấy có một nhân vật đang ngồi giống như là đang làm khán giả vậy đó. Đang làm khán giả để xem xét tình hình. Thế em biết là ai không? Lìa cái mồm của Vi Dương này. Không nói một câu nào. Chỉ nhìn ra, ôi anh này đang nói gì vậy? Anh này đang nói gì vậy? Và tôi tập trung vào cô gái đây. Vậy thì nữ công gia chánh em nghĩ như thế nào về từ khóa này? Từ khóa nữ công gia chánh này thì để mà nói cái bạn gái của mình có biết nấu ăn hay không ấy, nó không phải là điều quan trọng. Em là một người biết nấu ăn, nhưng mà em rất là lười nấu ăn. Mà bạn gái của em nếu mà không biết nấu ăn ấy thì em có thể dạy lại cho cô gái ấy nấu ăn. Và cũng để cô ấy nấu cho mình những lần sau, và em sẽ rửa bát. Rất là dễ thương. Quá hợp lý luôn đúng không ạ? Hợp lý. Biết nấu ăn easy, bình thường. Em có đồng ý với cái cách này của Vi Dương không? Dạ có, bởi vì hiện tại bây giờ thì mấy anh con trai không có cần bạn nữ phải nữ công gia chánh. Nhưng mà đối với em thì em vẫn muốn trở thành một người phụ nữ đảm đang và nấu ăn ngon. Và em là một người biết nấu ăn. Wow. Nên em rất là thích nấu ăn cho người em yêu. Hai người thôi à nấu ăn. Nhưng mà nếu đông quá thì em để cho bạn trai mình nấu. Nhưng mà nếu như mà trong tình trạng độc thân như thế này, mà trong cái giai đoạn mà mình chưa tìm được người đồng hành để nấu ăn cho mình á, thì chị chỉ cho các em một tuyệt chiêu. Biết là gì không? Là gì? Tải app Ask Any. Tải app Ask Any. Wow, tuyệt vời. Wow. Ở trong đó sẽ giải đáp cho tất cả tất tần tật cho các em. Dạ, để em được sao? Để em tải liền. Đúng rồi, và mong là lần sau là nhờ app ứng dụng này mà các em có thể biết được tất cả mọi thứ luôn. Rồi, bây giờ thì những chia sẻ vừa rồi thì ít nhiều gì chúng ta cũng đã hiểu được cô gái Wani rồi đúng không nè? Đó chưa? Chị ơi, em có ý kiến ạ. Ok. Trước khi đến phần tiếp theo thì em có một món quà nho nhỏ muốn dành cho bạn. Bởi vì là tất cả những bạn gái đến đây, dù có ra về được với người mình thích hay không, dù có tìm được người mình thích hay không, nhưng mà các bạn đã dám can đảm đứng lên đây và vượt qua cái nỗi sợ của mình. Sợ ở đây là gì? Sợ ở đây là sợ sẽ bị từ chối, sợ sẽ bị mọi người nói, sợ sẽ bị gièm pha. Và cái điều thứ hai là các bạn vượt qua và các bạn dám đứng lên và các bạn nói được cái trong lòng của mình, cái cảm xúc của mình, sống với cảm xúc của mình và dám đứng đây và nói rằng là tôi thích bạn và tôi muốn ra về của bạn, thì em luôn luôn trân trọng. Từ từ, anh bảo Uni là được mời đến đây. Uni là được mời đến đây. Uni là người được mời đến. Kể cả Uni được mời đến đây, nhưng mà Uni dám đến đây để nói cho tất cả mọi người biết rằng là bạn và anh Tú không, nghĩa là dám nói lên quan điểm của mình. Em rất là trân trọng và em rất là vinh cái điều đấy. Đấy là Minh Hưng gọi là khích
khích lệ tinh thần của em. Và cái món quà này hy vọng rằng là khi mà bạn đeo vào thì sẽ tiếp thêm năng lượng cho em, cũng như là mang lại cái điều may mắn rằng là anh không biết rằng em đến đây vì ai, hoặc là ai mời em đến đây và em có ra về được người hay không, nhưng mà cái món quà này thì anh hy vọng rằng là sẽ giúp em may mắn và sẽ tìm được cái người mà yêu thương em thật lòng. Quá sâu sắc, quá đáng yêu luôn. Anh nghĩ là màu này cũng khá là hợp với em, và hy vọng rằng chiếc vòng này sẽ mang lại may mắn cho em, cũng như là giúp em tìm được cái người mà em thực sự yêu quý em. Dạ, em cảm ơn. Ok. Ok, anh thấy khá là hợp với em ấy. Rất là xinh. Dạ. Em cảm ơn ạ. Nhưng mà em không ý gì nha, em chỉ đây là cái vòng. Hiểu, không sao hết. Cái vòng tay truyền năng lượng đúng không? Truyền năng lượng đó, đúng rồi đó. Và cũng giống như là Minh Hương đã chia sẻ, khi mà Wani bước đến đây, đặc biệt là đến đây lần thứ hai thì cô ấy đã rất can đảm, đã rất là bản lĩnh rồi. Và sau phần từ khóa này thì chúng ta cũng ít nhiều hiểu được tính cách của Wani đúng không nè. Và để hiểu hơn nữa thì sẽ đến với phần mà chị nghĩ là tất cả các em hồi đầu chương trình ai cũng giơ tay nói là thích. Đó là trò chơi. Wow. Khởi động đã. Mời các em. Tải ngay ứng dụng Ask Any để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Nơi nào có em sẽ là nhà. Chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ.